Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị đến với một chiếc vòng kim cương gọi là Diamond Bangle, một chiếc vòng cầu được viền tất cả là những viên kim cương 2.8. Đây là những viên kim cương hoàn hảo, nước Y và nước D, VS, VVS Clarity. Tuyển chọn mỗi viên kim cương được làm bằng vàng màu trắng 14K. Và kiểu vòng kim cương được nhận chấu tay bèo. Khi quý vị đeo chiếc vòng này, quý vị sẽ thấy sự lấp lánh và rực rỡ đi nguyên cổ vòng tay. Và size vòng sẽ là size 52. Và chúng tôi sẽ có 44 viên kim cương design đi nguyên một vòng cổ tay, kiểu chấu tay bèo. Và xin quý vị gọi vào cho mẫu thiết kế này ngày hôm nay với giá $3,880. $3,880. Tất cả những viên kim cương nằm trong chiếc vòng này là những viên kim cương hoàn hảo, xuất sắc. VS, VVS Clarity được design kiểu chấu tay bèo. Nghĩa là khi quý vị nhìn vào tổng thể đường kính của mỗi viên kim cương là 4 ly. Tuy nhiên, viên kim cương nằm chính giữa chỉ có 2.8. 44 viên kim cương đi nguyên một vòng cổ tay. $3,880. Mẫu thiết kế tạo thành một chiếc vòng có đường kính là size 52. Quý vị có cổ tay size 50 đến 52, nghĩa là quý vị đeo nhẫn từ size 4 cho đến size 6.5, quý vị sẽ đeo chiếc vòng này rất vừa vặn. Xin quý vị muốn mua chiếc vòng kiểu như vậy, nếu quý vị thích size lớn hơn, lớn hơn ở đây nghĩa là kim cương lớn hơn, chúng tôi sẽ có những chiếc vòng size 3.5 đến 4 ly từ 8.000, 12.000 cho đến $20,000. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp, số phone nằm ngay trên màn hình, hoặc quý vị có thể vào trang mạng tiệm online store, địa chỉ website nằm ngay dưới màn hình. Chiếc vòng số 11 với 44 viên kim cương đường kính 2.8 xin giới thiệu đến quý vị giá $3,880. Xin mời quý vị gọi ngay, số phone trên màn hình là 310-968-0577. Xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 4. Đây sẽ là một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ. Khi quý vị nhìn lên màn hình, quý vị sẽ thấy một viên đá Natural Opal. Đây là một viên đá Opal màu đen, gọi là Black Opal, được nạm những viên kim cương 2.2 đi viền xung quanh, được cắt thành hình giọt nước, gọi là pear shape. Viên đá opal chiều dài là gần 14.5 ly. Và chiếc nhẫn được custom design để viên đá opal hình giọt nước nổi bật rực rỡ nằm trên mẫu thiết kế. Chiếc nhẫn này trị giá khoảng $4,500. $4,500. Xin quý vị gọi vào với giá $1,940. Đây là một chiếc nhẫn kim cương với một viên đá opal màu đen, ánh lửa 7 sắc cầu vồng, tuyệt vời. Và viên đá opal được cắt thành hình giọt nước và được customize với một mẫu vỏ nhẫn kim cương đi vòng quanh là những viên kim cương đường kính 2.2 và hai đường viền kim cương hai bên. Nước E color VS được làm bằng vàng màu trắng 14K và giá đặc biệt $1,940. Xin mời quý vị gọi vào số phone ngay trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp chương trình hàng tuần vào ngày thứ ba.
Xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 3 trong buổi tối ngày hôm nay, sẽ là một chiếc nhẫn kim cương đặc biệt được tuyển chọn với 5 viên kim cương màu vàng thiên nhiên. Và một lần nữa, điều đặc biệt nhất trên chiếc nhẫn này sẽ là giác cắt của 5 viên kim cương này là 5 hình trái tim, 5 viên kim cương được cắt thành giác cắt của 5 trái tim bằng kim cương màu vàng Natural Fancy Yellow Diamond. Mỗi viên kim cương chiều bề ngang khoảng gần 4 ly, là những viên Fancy Yellow Diamond VVS Clarity. Và ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt on sale chiếc nhẫn này với giá 1.290 đô la. Quý vị sẽ đến với 5 viên kim cương giác cắt hình trái tim được thiết kế dọc hai bên là hai đường một xoàn. Mỗi viên kim cương 1.5 ly nổi bật đi vòng quanh là những viên hộp xoàn hình trái tim. Và đây là một chiếc nhẫn độc đáo có 102. Xin quý vị gọi vào cho mẫu thiết kế này với giá 1.290 đô la cho 5 viên kim cương Heart Shape Fancy Yellow Diamond. Tất cả được làm từ Italy bằng vàng 18K. Và tất cả xin nhắc lại với quý vị là Natural Diamond, Natural Color. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời quý vị đến với một bộ kim cương và đá sapphire thiên nhiên sản phẩm số 9. Đây là một cặp bông tai và đi kèm chung là một mặt dây chuyền. Những viên kim cương kết hợp với những viên đá sapphire nằm trên sản phẩm này là những viên sapphire đẹp vô cùng, gọi là màu sắc của cashmere sapphire. Sản phẩm sapphire thiên nhiên được kết hợp với hai viên đá sapphire đường kính là 5 ly tạo thành một cặp bông tai kiểu quen gọi là hoop earrings, được design bằng tay với những đường viền kim cương và được làm bằng vàng màu trắng kết hợp với vàng màu vàng tạo thành kiểu two tone. Đây là một bộ kim cương rực rỡ và đá sapphire vô cùng sang trọng, hiếm có, được làm bằng vàng 18. Xin quý vị gọi vào cho bộ kim cương này gồm cặp bông tai đi kèm chung sẽ là mặt dây chuyền với giá 1.790 đô la. Mà quý vị sẽ có được cả một trọn vẹn một bộ kim cương gồm bông tai sapphire đi kèm chung là mặt dây chuyền. Mỗi thiết kế chiều dài là khoảng hơn 1 inch, rất to, rất xuất sắc về mẫu thiết kế cũng như đường nét tinh tế. Mỗi viên đá sapphire là màu xanh đậm VVS Clarity. Đây là những sản phẩm sapphire rất sang trọng, màu sắc xuất sắc trên thế giới. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình đặc biệt mỗi tối ngày thứ ba vào lúc 7 giờ California Time. Quý vị liên lạc trực tiếp, nhắn tin, số thẻ credit card, địa chỉ shipping qua số phone 310-968-0577.
Xin mời quý vị lại đến với một sợi dây lắc tay. Đây là một mẫu thiết kế kim cương được design với những viên kim cương khoảng 2 ly. Nhưng quý vị sẽ nhìn vào giống như một sợi dây lắc tay khoảng 3 ly. Bởi vì chúng tôi thiết kế Diamond Cut Design, có nghĩa là những viên bằng vàng màu trắng được cắt giống như Diamond Cut để hỗ trợ cho viên kim cương 2 ly nằm chính giữa nhìn to và lấp lánh hơn. Sợi dây lắc tay này chúng ta sẽ có từ 6 inch cho đến 7 inch. Quý vị muốn mua size lắc tay chiều dài bao nhiêu inch, xin quý vị nhắn tin qua số phone 310-968-0577. Và ngày hôm nay sợi dây lắc tay này sẽ được on sale cho ngày lễ Mother's Day với giá $1,080, $1,080 để gửi đến quý vị một sợi dây lắc tay mẫu thiết kế tuyệt đẹp, nhìn vào y chang như quý vị đang đeo một sợi dây lắc tay 3 ly nhưng thực sự chỉ là 2 ly, được thiết kế diamond cut, được làm bằng vàng trắng, tất cả là kim cương thiên nhiên rực rỡ nổi bật. Và đây là một sợi dây lắc tay chúng tôi đặc biệt dành riêng trong ngày lễ Mother's Day mà thôi. Xin mời quý vị gọi vào, tất cả những sản phẩm sẽ được on sale với giá rẻ nhất trong những chương trình Mother's Day sale. Lâm Triều Vĩ xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm số 6 buổi tối ngày hôm nay sẽ là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đặc biệt. Chiếc nhẫn này được chứng nhận giấy quốc tế trang sức của thương hiệu GIA với một viên kim cương màu đen gọi là Natural Black Diamond. Đây là một viên kim cương thiên nhiên được GIA certified là đường kính là 7 ly 6, được cắt thành hình trái tim. Và đây là một viên kim cương được GIA certified là Natural Diamond, màu đen Black Diamond, được thiết kế trong một vỏ nhẫn được design 2 tầng kim cương, được làm bằng vàng 14K. Và chiếc nhẫn này giá trị là gần $4,500. $4,500. Ngày hôm nay trong buổi tối ngày thứ 3, xin mời quý vị đến với chiếc nhẫn này với giá $1,950. $1,950 để gửi đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương khoảng gần 2 carat, được GIA certified là một viên kim cương màu đen thiên nhiên Natural Diamond. Quý vị nào thích mẫu thiết kế số 6, xin quý vị gọi vào ngay bây giờ. Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn được GIA certified giấy quốc tế. Ngay bây giờ xin giới thiệu đến quý vị một cặp vòng kim cương. Mỗi viên kim cương được chạm trổ trên chiếc vòng này sẽ là đường kính là 3 ly. Mỗi chiếc vòng sẽ có khoảng 56 viên kim cương 3 ly được thiết kế. Wow! Đây là một chiếc vòng đi nguyên một vòng cầu. Tổng cộng kim cương đi trên đây sẽ là hơn 7-8 carat kim cương.
Một lần nữa, một chiếc vòng được thiết kế bốn cháu nổi bật. Đường kính cho mỗi viên kim cương. Đường kính cho mỗi viên kim cương là 3 ly. Nước Y, F color. Wow, rất hiếm khi chúng tôi đem lên cho quý vị một kiểu vòng bốn cháu đi rực rỡ, liên tục. Chiếc vòng được làm bằng vàng trắng. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin đặc biệt on sale chiếc vòng này. Quý vị có thể gọi vào từ $6,500. Ngày hôm nay chúng tôi on sale chỉ còn $3,990 cho chiếc vòng kim cương 4 ly. Xin lỗi quý vị, 3 ly cho mỗi viên. $3,990 cho một chiếc vòng. Cặp vòng này chúng tôi chỉ có đúng 2 chiếc. Và giá đặc biệt ngày hôm nay chỉ còn $3,990 cho mỗi chiếc. Nếu quý vị tính ra, cặp vòng này sẽ là một giá rất rẻ mà quý vị sẽ không bao giờ mua được nếu không nằm trong chương trình sale. Mỗi viên kim cương tính ra chỉ chưa tới $40 cho một viên. Cặp vòng kim cương nắp $3,990 cho mỗi viên, cho mỗi chiếc vòng. Quý vị mua chung là thành một cặp vòng khoảng gần. Cặp vòng nếu quý vị mua chung sẽ là $7,980. Còn quý vị mua từng chiếc sẽ là $3,990 cho mỗi chiếc vòng. Cặp vòng này quý vị có thể đeo chung hoặc quý vị đeo riêng. Tuy nhiên, một chiếc vòng cũng đã quá đủ rực rỡ bởi vì tất cả những viên kim cương nằm trên đây đều là những viên kim cương đường kính tới 3 ly. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với mẫu thiết kế số 8. Đây là một sợi dây lắc tay, mẫu thiết kế design rất độc đáo. Kiểu diamond cut đi thành hình vuông, hộp xoàn hình tròn, vỏ hình vuông và đi diamond cut vòng quanh. Rất nhiều chi tiết đã được thiết kế với những viên kim cương là 3 ly rưỡi. Bằng vàng trắng 14K. Wow, đây là một sợi dây lắc tay. Nhìn vào giống như quý vị đang đeo một sợi dây lắc tay 4 ly rưỡi đến 5 ly. Tuy nhiên, ở đây chỉ là những viên hột xoàn 3 ly rưỡi mà thôi. Đường kính của sợi dây lắc tay này là từ 6 inch đến 6 inch rưỡi. Hơn 32-31 viên kim cương. Tất cả là những viên hột xoàn nước F color, VS Clarity, VVS Clarity. Xin mời quý vị gọi vào với giá $8,990. $8,990. Đây là một sợi dây lắc tay tuyệt đẹp, xuất sắc. Mỗi viên kim cương trong suốt. Quý vị có thể gọi vào số phone trên màn hình hoặc quý vị muốn apply 12 từ 6 đến 12 tháng không tiền lời. Chúng tôi có chương trình finance đặc biệt cho tất cả quý vị và bất kỳ quý vị nào cũng có thể apply để get approval để mua sắm. Và đây là một sợi dây lắc tay hiếm khi chúng tôi có kiểu thiết kế hình vuông, viên kim cương hình tròn nằm chính giữa và đi vòng quanh là những đường viền diamond cut. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 8.
Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta cùng nhau đến với một mẫu nhẫn kim cương và ruby của Burma. Đây sẽ là một chiếc nhẫn rực rỡ. Tổng cộng ở trên đây quý vị sẽ có gần 10 carat đá natural ruby với những viên ruby được cắt và xếp lớp tạo thành 5 cánh hoa. Mỗi cánh hoa được design giống hình trái tim. Quý vị sẽ có 5 trái tim tạo thành một bông hoa rực rỡ với những viên ruby natural đến từ Burma. Đây là những viên ruby hiếm có nhất trên thế giới, được cắt ghép tạo thành một mẫu trang sức lộng lẫy rực rỡ vô cùng, được làm bằng vàng trắng 18K. Và mẫu thiết kế này chúng tôi đặc biệt on sale với giá $4,450. $4,450 ngày hôm nay, xin quý vị gọi vào với giá $2,150. $2,150. Đây là một chiếc nhẫn kim cương nặng hơn 10 carat ruby màu đỏ, vô cùng sống động. Từng chi tiết trên chiếc nhẫn này sẽ làm cho quý vị nhìn vào thu hút và nổi bật với một mẫu nhẫn kim cương ruby. Chắc chắn tất cả những sản phẩm kim cương chúng tôi đem đến cho quý vị trong chương trình Mother's Day Sale là những sản phẩm đặc biệt chỉ dành riêng cho ngày lễ Mother's Day. Chúng tôi mong muốn tất cả quý vị đều có những cơ hội mua sắm cùng với công ty chúng tôi để có một trải nghiệm, có một kinh nghiệm và có trở lại tiếp tục mua sắm thêm rất nhiều lần. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ suốt thời gian hơn 10 năm vừa qua trên hệ thống YouTube Lâm Trừ Vĩ Diamond Official. Wow, sản phẩm số 10 là một mặt dây chuyền kim cương được công ty GIA kiểm chứng giấy quốc tế toàn thế giới, là một viên kim cương độc đáo, được gọi là raw cut diamond. Và viên kim cương này có giá cắt gọi là rose cut, được cắt thành hình giọt nước gọi là pear shape và được GIA Certified là một viên kim cương Natural Diamond và màu sắc là Orange Yellow Diamond, nghĩa là màu cam vàng. Đây là một màu đặc biệt vô cùng với một giắc cắt rất lạ. Mẫu thiết kế này được thiết kế trong một mặt dây chuyền trái tim được nạm 2 tầng kim cương vòng quanh. Và đường kính của viên kim cương này chiều dài là 9 ly 4, nghĩa là viên kim cương này nặng hơn 2 carat. Xin mời quý vị gọi vào mặt dây chuyền này với giá là $1,930. $1,930. Mẫu thiết kế này cũng đặc biệt on sale trong buổi tối ngày hôm nay, để tất cả quý vị có thể gọi vào mua sắm những mẫu trang sức vô cùng đặc biệt của công ty Alexei and Diamond. Và ngay bây giờ, Lâm Trừ Vĩ xin mời quý vị bấm một nút like. Và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn đến với những chương trình đặc biệt của công ty Alexei and Diamond. Công ty chúng tôi tọa lạc trong lầu 2 của thương xá Phước Lộc Thọ Asian Garden Mall tại California Westminster. Quý vị có thể nhắn tin trực tiếp tất cả những sản phẩm với số thẻ credit card payment và địa chỉ shipping qua số phone 310-968-0577.
quý vị tiếp tục đến với một bộ kim cương do công ty GIA Certified. Chiếc nhẫn kim cương và cặp bông tai kim cương được thiết kế ở chính giữa là một viên kim cương khoảng 1 carat, nước H color, BS clarity, được GIA certified là một viên kim cương trong, sáng, độ chiếu hoàn hảo. Vỏ thiết kế được design hai tầng kim cương để tạo thành một hình cushion cut. Và kế tiếp xin mời quý vị nhìn lên cho cặp bông tai. Và giá của chiếc nhẫn ngày hôm nay Lâm Triệu Vĩ sẽ để cho quý vị chỉ có 7.380 đô la. Và xin quý vị đến với cặp bông tai là hai viên hột sành 5 ly 4 cho mỗi viên. Và cặp bông tai được GIA certified là nước Eye Color VS Clarity. Mỗi viên kim cương được cắt ở độ hoàn hảo nhất là excellent và excellent và excellent. Cặp bông tai xin quý vị gọi vào với giá là 5.880 đô la. Một cặp bông tai nước Eye Color VS Excellent 5 ly 4 và được kế trong một vỏ kim cương kiểu móc khoen. Khi quý vị đeo cặp bông tai này vào, rất dễ đeo. Nhưng hai viên kim cương được kế một vòng tròn kim cương 2 ly thành cushion để giúp cho quý vị nhìn vào cặp bông tai to gần như 1 carat. Kết hợp cùng với chiếc nhẫn kim cương của GIA Certified là nước H Color SI Clarity. Mẫu nhẫn và bông tai, chiếc nhẫn là 7.380 đô la và cặp bông tai là 5.880 đô la. Lâm Triều Vĩ xin đặc biệt giới thiệu quý vị chiếc nhẫn này on sale với discount cho quý vị chỉ còn 7.250 đô la, lại một giá discount rẻ nhất cho chiếc nhẫn 7.250 đô la và cặp bông tai là 5.880 đô la. Được chiếc nhẫn màu hồng đặc biệt như thế này, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin giới thiệu đến quý vị một mặt dây chuyền lộng lẫy vô cùng. Ở chính giữa sẽ là một viên đá opal 7 sắc lửa cầu vòng của Úc Châu. Viên đá này là 20 ly. Nghĩa là viên đá này nặng chắc khoảng hơn 10 carat. To hơn cả đồng 25 sen. Mặt dây chuyền này chiều dài là gần 2 inch với hai tầng kim cương đi vòng quanh. Trạm trổ nổi bật lên với những viên hột sành 1 ly rưỡi. Chính giữa xen kẽ là những viên hột sành 2 ly, tạo thành một mặt dây chuyền độc đáo. Và giá trị của mặt dây chuyền này là gần 9.500 đô la và on sale khoảng gần 7.500 đô la. Ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào với giá 3.430 đô la mà thôi. 3.430 đô la để giới thiệu đến quý vị một mặt dây chuyền kim cương với một viên đá opal 7 sắc cầu vòng đặc biệt và rực rỡ nổi bật nằm ở chính giữa với 4 cháu đi vòng quanh là hai tầng kim cương với những viên hột xoàng 2 ly. Và đây là một mặt dây chuyền độc đáo bởi vì độ to chiều dài là 2 inch, bề ngang to hơn đồng 25 cent. Quý vị có thể hình dung được khi quý vị đeo mặt dây chuyền này trên cổ, chắc chắn sẽ tỏa sáng với những màu sắc cầu vòng trên viên đá opal thiên nhiên của Úc Châu, kết hợp với những viên kim cương đi vòng quanh và giá là 3.430 đô la.
với mẫu thiết kế số 13. Đây là một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy Estate Jewelry với một viên đá tourmaline màu đỏ đậm nổi bật nằm chính giữa pha với ánh hồng. Đây là một viên đá tourmaline được cắt thành một giác cắt gọi là cushion cut, chiều dài là 11 ly, được nạm xung quanh là những viên kim cương 2 ly, tạo thành một mẫu thiết kế rất to và lấp lánh với những màu sắc ấn tượng. Chiếc nhẫn kim cương Essex Jewelry được làm bằng vàng trắng. Tổng cộng kim cương nổi bật nằm trên đây là khoảng hơn 2.50 carat và viên đá tourmaline màu đỏ đậm với giá 2.190 đô la. Để gửi đến quý vị một mẫu kim cương vô cùng sang trọng. Chiếc nhẫn này ở trên tay quý vị sẽ có được một viên tourmaline màu đỏ lấp lánh. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng on sale chỉ còn 1.990 đô la mà thôi. 1.990 đô la để gửi đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương với một viên đá tourmaline natural của Burma. Và chiếc nhẫn này sẽ là một chiếc nhẫn khi quý vị đeo vào, sự rực rỡ của những màu sắc và độ lấp lánh của viên đá tourmaline sẽ làm cho quý vị vô cùng yêu thích mẫu trang sức đặc biệt này trong ngày lễ Mother's Day. Quý vị nam đến với mẫu thiết kế số 14 trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một viên kim cương nặng khoảng 1 carat. Và đây là một viên hộp xoàn nước D-Color VS Clarity. Viên kim cương trắng xuất sắc, nước D-Color và độ chiếu của viên kim cương này rực rỡ vô cùng. Mẫu thiết kế được design sắc sảo với những đường kim cương 1.8 VVS Clarity dọc hai bên và đi vòng quanh. Xin quý vị gọi vào cho mẫu thiết kế này với giá là 4.990 đô la cho một chiếc nhẫn dành cho phái nam vô cùng sang trọng. Mẫu thiết kế được design từng chi tiết ở độ hoàn hảo nhất, craftsmanship được đến từ Italy và chất lượng của viên kim cương này là nước D-Color. Và viên kim cương này giá trị đã gần 5.000 đô la. Chưa nói tới mẫu vỏ nhẫn nam. Quý vị mua mẫu vỏ này ít nhất là 3.500 đô la. Chiếc nhẫn được on sale từ 8.900 đô la. Ngày hôm nay trong buổi tối Cyber Tuesday của Thanksgiving Sale. Xin quý vị nam có thể gọi vào để mua chiếc nhẫn này với giá 4.990 đô la. Và Lâm Chủ Ý xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị nam cũng như toàn thể quý vị luôn luôn theo dõi, ủng hộ những sản phẩm độc quyền do công ty chúng tôi sản xuất. Và chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị website. Đây là một công ty mới. Chúng tôi sẽ launching the website vào ngày 9 tháng 12. Và Lâm Chủ Ý sẽ gửi đến quý vị thông tin và những chi tiết nhiều hơn trong những chương trình livestream trong những lần kế tiếp. Và chắc chắn với thương hiệu Alexei Diamond và mẫu thiết kế online store sẽ giới thiệu đến quý vị rất nhiều những sản phẩm new arrival mỗi tuần. Và chúng tôi mở rộng thị trường đến với tất cả mọi người Việt Nam cũng như những người nước ngoài. Quý vị có thể vào mua sắm. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Đây, Lâm Chủ Vĩ xin mời quý vị nhìn thật kỹ vào màn hình và cùng chiêm ngưỡng một mẫu thiết kế, một chiếc nhẫn vô cùng có giá trị. Giá trị ở đây là sự độc đáo, sự quý hiếm và giá trị thật sự người ta gọi cẩm thạch. Đây chính là những gì mà ai đã từng yêu mến cẩm thạch
sưu tập cẩm thạch. Quý vị nhìn vào chiếc nhẫn số 25. Đây là một viên cẩm thạch được GIA kiểm chứng, cấp giấy chứng nhận quốc tế, là một viên ngọc Imperial Jade, AJ. Tất cả những sản phẩm cẩm thạch công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị, với những viên cẩm thạch phải có GIA mới được gọi là AJ. Và khi quý vị đeo trên người của mình và quý vị sưu tập những cẩm thạch A, quý vị phải hiểu đó là một sự tuyệt diệu, tuyệt hảo, tuyệt vời. Bởi vì cẩm thạch A màu xanh trong suốt, trị giá còn mắc hơn cả kim cương và quý hiếm hơn cả kim cương. Không thể nào quý vị so sánh những sản phẩm cẩm thạch này với những chiếc vòng hạng bi, nghĩa là những loại vòng cẩm thạch không được công nhận là trang sức, mà đó chỉ là những món đồ đeo chơi mà thôi. Tuy nhiên có những nơi có thể đem những sản phẩm cẩm thạch đó bán cho quý vị chỉ vài chục đồng đến 100 đô la, có thể lên thành vài ngàn đô la. Lâm Trụ Vĩ mong quý vị sẽ nhận thức được những kiến thức cẩm thạch ngày hôm nay để chúng ta chấm dứt những sự xài tiền một cách vô lý. Chiếc nhẫn số 25 là một màu xanh đẹp nhất trong màu cẩm thạch. Quý vị nhìn vào giống như một màu nước xanh đang phủ trên viên cẩm thạch, phải được GIA nhận công nhận là AJ. Và xung quanh là mẫu thiết kế những viên kim cương baguette uốn lượn, tạo thành một vòng tròn lộng lẫy, độc đáo và được làm bằng platinum. Chiếc nhẫn này, khi quý vị mua, quý vị nhìn vào bảng giá đi kèm theo, đức nhẫn này được làm bằng vàng 18, vàng 18, trị giá gần 16.000 đô la. Chiếc nhẫn này trị giá 16.000 đô la, ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào với 4.950 đô la. 4.950 đô la. Lâm Trừ Vĩ xin chắc chắn quý vị một điều, công ty chúng tôi sưu tập, thiết kế và sản xuất những sản phẩm cẩm thạch A vô cùng độc đáo và sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị trong mùa Winter năm 2022. Xin quý vị nhớ đón xem sản phẩm số 25, 4.950 đô la. Tiếp tục trong chương trình Special Mother's Day Sale, đây sẽ là chương trình phần 2 trong chuỗi 7 chương trình liên tục trong những tuần kế tiếp vào ngày thứ 3, ngày thứ 5 và ngày Chủ nhật. Lâm Trụ Vĩ xin mời tất cả quý vị nhớ đón xem. Chúng ta đến với một bộ kim cương số 16, là một chiếc nhẫn kim cương, mẫu thiết kế là một viên kim cương 1 carat, đường kính khoảng 6.3 đến 6.4, nước D-Color VS Clarity, được design với hai tầng kim cương tạo thành một bông hoa lấp lánh VS. Và chiếc nhẫn này giá trị khoảng 6.950 đô la. 6.950 đô la chúng tôi on sale trong buổi tối ngày hôm nay cho tất cả quý vị, chỉ còn 4.150 đô la cho mẫu nhẫn kim cương số 16. 4.150 đô la, và đi kèm chung sẽ là một cặp bông tai kim cương với hai viên kim cương, đường kính sẽ là 4.2, nước D Color VS Clarity, mẫu thiết kế được design đi tạo thành một set cùng với chiếc nhẫn được làm bằng vàng trắng 14K. Và cặp bông tai này xin quý vị gọi vào với giá là 1.250 đô la. 1.250 đô la cho một cặp bông tai nổi bật và xòe ra với bốn, mỗi viên kim cương là 4.2 hai bên,
$1,250 là cặp bông tai. Đi kèm chung sẽ là một mẫu nhẫn kim cương được thiết kế với hai tầng kim cương đi vòng quanh, tạo thành một bông hoa nổi bật với những đường viền kim cương, làm cho chiếc nhẫn nhìn vào rực rỡ và lấp lánh vô cùng. Một bộ kim cương sang trọng. Nếu quý vị mua trọn vẹn nguyên một bộ kim cương này, tổng cộng chỉ có $5,400 mà thôi, chưa bằng tiền quý vị mua được một viên kim cương 1 carat rời, chưa nói đến những mẫu vỏ sang trọng, lộng lẫy, nổi bật mà công ty chúng tôi đã tìm kiếm, sở hữu và lựa chọn cho tất cả quý vị. Xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 16. Đây là một mẫu thiết kế đặc biệt nhất mà công ty chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị buổi tối ngày hôm nay. Đây là một mặt dây chuyền được điêu khắc bằng cẩm thạch thiên nhiên, cẩm thạch AJ. Và đây là một kiểu design và được công ty GIA cấp giấy chứng nhận Certified quốc tế. Một tượng cẩm thạch Phật Bà Quan Âm được điêu khắc từng chi tiết trên khuôn mặt, từng đường nét mũi, miệng, mắt, khuôn mặt bằng tay. Từng chi tiết trên tượng cẩm thạch này đã được làm ở mức độ hoàn hảo nhất mà một nghệ công có thể làm được. Sự sống động trong màu sắc khi quý vị nhìn vào, cảm nhận như những dòng nước nằm bên trong tượng cẩm thạch đang được di chuyển một cách vô cùng sống động. Đặc biệt hơn tất cả chính là thiết kế design được nạm kim cương baguette. Tất cả những viên kim cương tạo thành một vần hào quang trên tượng Phật Bà. Tất cả là những viên hột xoàn, chiều dài là khoảng gần 3 ly rưỡi, 4 ly nước ri. VVS tổng cộng là gần 5 carat kim cương. Xin quý vị gọi vào cho tượng cẩm thạch này với giá $9,950. $9,950. Và sợi dây chuyền đi kèm theo bằng vàng 18K, chiều dài là 16 inch. Quý vị có thể mua riêng sợi dây chuyền này với giá là $790. Và nếu quý vị mua sợi dây chuyền 18 inch thì quý vị cộng thêm $150. Đây là một sản phẩm, một tuyệt tác, một tượng Phật Bà mà chắc chắn khi quý vị đeo vào, quý vị sẽ không thấy bất kỳ một ai sẽ có một tượng đẹp đến như vậy. Nói tới cẩm thạch, quý vị phải sở hữu được những cẩm thạch như số 16 quý vị đang nhìn trên màn hình. Thì đó mới gọi là những sản phẩm cẩm thạch quý hiếm có giá trị nhất trên thế giới. Ngoài ra, tất cả những sản phẩm cẩm thạch quý vị thấy trên thị trường đều là những sản phẩm cẩm thạch bình thường. Nói tới cẩm thạch, nói tới công ty Alexei, quý vị đều khẳng định được thương hiệu chúng tôi đã cung cấp và giới thiệu không biết bao nhiêu những sản phẩm quý hiếm nhất đến tất cả quý vị khắp nơi trên nước Mỹ và trên thế giới. Chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả những quý vị khán giả. Bất kỳ sản phẩm nào, xin quý vị nhắn tin trực tiếp qua màn hình. Số phone của công ty là 310-968-0577. Wow, sản phẩm số 24 ngay bây giờ là quý vị sẽ đến với một sợi dây lắc tay. Và Lâm Trường Vĩ nghĩ là một sợi dây lắc tay này rất hiếm khi quý vị thấy. Và sợi dây lắc tay này cũng vô cùng khó để làm lên được. Ở trên đây sẽ là 8 viên kim cương màu vàng, mỗi viên kim cương nặng khoảng gần 0.50 carat.
để làm thành một sợi dây lắc tay chiều dài là khoảng 6.5 inch. Nếu quý vị muốn lấy 7 inch thì xin quý vị cộng vào thêm $700. 700 đô la nếu quý vị lấy thêm 1 inch, bởi vì quý vị sẽ cộng thêm một viên kim cương nặng nửa carat. Ở trên đây hiện giờ là quý vị có thể mua từ 6 inch đến 6.5 inch với 8 viên kim cương màu vàng rực rỡ VVS Clarity. Và mẫu thiết kế này được design bọc xung quanh là những viên kim cương Intense Yellow Diamond, tạo thành 7 khối kim cương nạm trên vòng cổ tay với những viên kim cương 2 ly kết nạp lại. Và chiếc vòng này xin quý vị gọi vào ngay bây giờ với giá $25,500. Một lần nữa, sợi dây lắc tay này là $25,500. Ngày hôm nay chúng tôi xin đặc biệt on sale cho quý vị chỉ còn $10,590 mà thôi. $10,590 mỗi viên kim cương nạm ở trên đây, ít nhất là quý vị tính là $1,400 cho một viên hộp sành nửa carat. Quý vị nhân cho 8 viên là quý vị thấy tiền kim cương đã là hơn $11,000. Và mẫu thiết kế này được design tổng cộng là gần 8 carat kim cương đi vòng quanh mẫu thiết kế kiểu 3 chiều xuất sắc bằng vàng 18, $10,590. Đây là một sợi dây lắc tay vô cùng độc đáo, sang trọng, hiếm có và rực rỡ vô cùng với những viên kim cương màu vàng nổi bật và lấp lánh trên cổ tay của quý vị. Lâm Trụ Vĩ mong những quý vị nào theo dõi những chương trình kim cương, quý vị có một niềm đam mê về kim cương, quý vị nhận thức được những sản phẩm công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị là những mẫu thiết kế, những sản phẩm kim cương vô cùng có giá trị. Đó gọi là luxury jewelry, fine diamonds. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Ngay bây giờ, Lâm Trụ Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với một chiếc nhẫn kim cương màu hồng gọi là Pink Diamond. Một lần nữa, Pink Diamond, kim cương hồng thiên nhiên. Xin nhắc lại với tất cả quý vị, những quý vị nào đã từng biết đến công ty Alexe và những bộ kim cương hồng, và quý vị đã từng mua và đã sở hữu rất nhiều những mẫu thiết kế kim cương hồng do công ty chúng tôi độc quyền sản xuất, thiết kế và đem lên giới thiệu đến quý vị chỉ có trong chương trình livestream của công ty Alexei & Diamond. Và ngay bây giờ là một viên kim cương Natural Pink Diamond, đường kính là khoảng 0.41 carat, nghĩa là viên kim cương này nặng gần nửa carat. Lâm Trụ Vĩ xin chắc chắn với quý vị, một viên kim cương 1 carat màu hồng giá trị khoảng từ 8 đến 180.000 đô la cho đến 100.000 đô la. Cho nên quý vị sẽ không tìm kiếm được những viên hộp xoàn nặng vài carat màu hồng thiên nhiên. Và đặc biệt, viên hộp xoàn số 19 này đã được công ty GIA cấp giấy chứng nhận quốc tế toàn thế giới là viên kim cương Natural Pink Diamond. Và mẫu thiết kế này đã được công ty chúng tôi vẽ kiểu, design và sản xuất ra mẫu nhẫn này. Và chiếc nhẫn này là một chiếc nhẫn hiếm có, giá trị và màu hồng rực rỡ lấp lánh. Giá trị chiếc nhẫn này $18,500. $18,500 ngay bây giờ xin quý vị gọi vào với giá là $9,450. $9,450 để gửi đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Tất cả những sản phẩm kim cương màu hồng trên thế giới, quý vị sẽ khó mà kiếm được những sản phẩm Natural Diamond, kim cương hồng thiên nhiên, màu sắc thiên nhiên, phải được GIA Certified và có giấy GIA, giấy quốc tế
Nhưng đặc biệt hơn nữa, quý vị thấy được những design độc đáo khi chúng tôi sản xuất những mẫu thiết kế kim cương hồng. Quý vị sẽ sở hữu được những sản phẩm one of a kind, chỉ có một mà thôi. Ngay bây giờ chúng tôi lại mời quý vị đến với một bộ kim cương lộng lẫy vô cùng, với một mặt dây chuyền 1 carat và cặp bông tai là 2 carat cho hai viên kim cương chủ đạo nằm chính giữa. Giới thiệu đến quý vị một bộ kim cương này được thiết kế rất rực rỡ. Mặt dây chuyền nổi bật chính giữa sẽ là một viên kim cương nặng hơn 1 carat, là viên hộp xoàn Đức F Color SI Clarity. Mẫu thiết kế được design tổng cộng là 5 tầng kim cương đi vòng quanh. Kim cương được nạm sát vào nhau và mặt thiết kế này to gần bằng đồng 25 cent, rất sang trọng, và giá đặc biệt buổi tối ngày hôm nay $8,850. $8,850, và chúng tôi xin on sale một giá rẻ nhất mà chúng tôi có thể, chỉ còn $5,990. Và kế tiếp, cặp bông tai mỗi bên 1 carat là những viên kim cương nước F Color SIVS Clarity, được thiết kế 2 tầng kim cương đi vòng quanh. Mẫu thiết kế này to gần bằng đồng 10 cent mà được nạm kim cương kín hết với những viên kim cương 2 ly. Lâm Trường Vĩ chắc chắn khi quý vị đeo cặp bông tai này vào, quý vị nhìn vô cùng rực rỡ với khuôn mặt của mình rạng ngời. Và giá đặc biệt $14,900. $14,900, và chúng tôi giảm giá chỉ còn $9,990. $9,990 cho cặp bông tai hộp xoàn 2 carat. Mỗi viên kim cương nằm trên đây là 1 carat. Tất cả kim cương của công ty Alexei and Diamond là những sản phẩm kim cương thiên nhiên, Natural Diamond. Và khi quý vị mua sắm với công ty chúng tôi, quý vị đang đến với một thương hiệu trang sức cao cấp của người Việt. Tại California, chúng tôi tọa lạc trong lầu 2 thương xá Phước Lộc Thọ, số 230-10. Và chúng tôi sẽ chào đón quý vị đến với một tiệm mới của công ty là chi nhánh số 4. Chúng tôi đã có 4 chi nhánh riêng trong Phước Lộc Thọ, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ khai trương vào mùa hè. Xin chúng tôi sẽ thông báo thêm chi tiết cho tất cả quý vị cùng theo dõi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình phần 2 của ngày lễ Mother's Day Sale. Tất cả những sản phẩm trang sức của buổi tối ngày hôm nay đã được giới thiệu đến quý vị với những giá cả tuyệt vời nhất, những sản phẩm trang sức đẹp nhất, rực rỡ nhất. Sự phát triển của công ty Alexei and Diamond đã giúp cho chúng tôi có thêm rất nhiều cơ hội với những chương trình đặc biệt, những mẫu thiết kế sang trọng, những viên kim cương chất lượng vô cùng cao. Và đặc biệt hơn nữa, những bộ sưu tập trang sức do chính Lâm Triều Vĩ lựa chọn, thiết kế. Và ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục sản xuất rất nhiều những bộ kim cương do chính công ty Alexei and Diamond Manufacture. Và chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị một tin vui. Trong vài tháng nữa, trước khi chúng ta bước qua năm 2023, công ty Alexei and Diamond sẽ đem đến quý vị một công ty mới với những sản phẩm độc quyền. Và chúng tôi sẽ mở rộng, kết nối những khách hàng khắp nơi trên thế giới, kể cả người bản xứ. Ngay bây giờ, sản phẩm số 23 là một mẫu vỏ nhẫn do công ty Alexei and Diamond thiết kế và vẽ kiểu. Đây là một viên kim cương nặng hơn 4 carat. Viên kim cương đường kính là 10 ly hơn. Một viên kim cương nước F Color SI Clarity. Xin nhắc lại với quý vị, đây là một viên kim cương đường kính hơn 10 ly.
Wow! Viên kim cương nhìn vào to như 5 carat. Nhưng đây là viên kim cương nặng hơn 4 carat. Đó là viên kim cương. Nói đến mẫu vỏ nhẫn này, đây là một mẫu vỏ nhẫn đã được công ty chúng tôi vẽ từng chi tiết lên mẫu thiết kế. Và ngày hôm nay chúng tôi cho ra đời mẫu thiết kế đặc biệt độc đáo này. Được thiết kế tổng cộng là 6 đến 7 carat kim cương, đi vòng quanh là những cánh hoa với những viên kim cương 3 ly, 2 ly 8. Quý vị muốn mua mẫu vỏ nhẫn này, quý vị nhắn tin trực tiếp số phone 310-968-0577. Ngay bây giờ, Lâm Trưởi xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn kim cương này với giá 34.880 đô la. 34.880 đô la. Đây là một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy, sự lấp lánh của từng ánh sáng trên viên kim cương này sẽ làm cho ngón tay của quý vị sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết. Và một lần đặc biệt nhất, chúng tôi có thể gửi đến quý vị một viên kim cương 10 ly hơn, chỉ có 34.880 đô la. Chắc chắn quý vị sẽ thấy những viên kim cương trị giá hơn cả 100.000 đô la cho 4 carat. Quý vị đeo vào khó mà phân biệt được với chiếc nhẫn kim cương này. Đây là một viên kim cương Natural Diamond, nước F Color, SI Clarity, rất trong sáng, lấp lánh. Vỏ thiết kế lộng lẫy to bằng đồng 25 cent, 34.880 đô la. Lâm Trừ Vĩ xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin quý vị nhớ bấm một nút like, chia sẻ, và quý vị nào chưa đăng ký, quý vị giúp cho công ty chúng tôi có được hơn 10.000 người subscriber trong vòng một vài thời gian ngắn. Chúc quý vị một buổi tối thật đầy an lành, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày thứ năm vào lúc 5 giờ. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào tạm biệt.